Liên Hợp Quốc ngớ người, đang yên đang lành, Tổng thống Ukraine bất ngờ gọi tên Việt Nam thế này, đã sai lại còn nói rõ to. Việt Nam Stronger xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, áp lực của chiến sự Ukraine và Nga đã là một ngòi nổ hoàn hảo để kích thích sự tấn công của nạn đói trên khắp toàn cầu. Sự thiếu hụt về nguồn cung lúa mì đang đe dọa sự sống của hàng triệu người trên thế giới. Lúc này, nếu ai đó nói rằng châu Phi thiếu ăn, nói châu Âu khan hiếm lương thực hay châu Mỹ hoang mang vì lúa mì tăng giá, thì mình có thể hiểu được. Ai dè, kẻ tổn thương lại đi tổn thương người khác. Mới đây, Tổng thống Ukraine đã bất ngờ phát ngôn một câu khiến cư dân mạng Việt Nam chán chẳng buồn nói, còn cư dân mạng thế giới thì ngán ngẩm phân minh cho Việt Nam. Người được mệnh danh là Tổng thống Hề đã phán rằng Việt Nam là một trong những nước có nguy cơ thiếu đói trầm trọng. Ông ấy nói vậy là đúng hay sai và lý do vì sao lại réo tên Việt Nam một cách ngớ ngẩn đến thế? Mình sẽ phân tích thật thấu tình đạt lý trong video ngày hôm nay. Mới đây, ông Dmytro Kuleba trong một tweet lên án Nga trong việc làm trầm trọng hơn nạn đói đã hét tên Việt Nam một cách vô cùng sai lầm. Ông ta đã nói về việc Nga đình chỉ thỏa thuận ngũ cốc do vụ Ukraine tấn công hạm đội Nga ở Biển Đen khiến 2 triệu tấn lúa mì không thể đến được với một số nước, đặc biệt là các nước nghèo đói, trong đó Việt Nam được nêu tên trong nhóm đầu. Thế là, đồng ý kiến với ông Kuleba trên mạng xã hội Facebook, vị Tổng thống thân quen Zelensky đã đăng tải bài viết khẳng định lại một lần nữa rằng Việt Nam sẽ là quốc gia chịu khủng hoảng lương thực, thiếu đói nếu như thỏa thuận lương thực Nga-Ukraine bị phá vỡ. Trong danh sách này còn có thêm một số nước khác. Trích nguyên văn bài viết của ông ấy như sau. Một số quốc gia sẽ gặp khủng hoảng lương thực như là Algeria, Yemen, Ai Cập, Việt Nam, Bangladesh. Thế nhưng, điều mà ông Zelensky phát biểu có thật sự đúng hay không? Chỉ sau vài giờ lên sóng, bài viết đã nhận về lượt tương tác khủng và tăng nhanh với tốc độ bàn thờ. Có lẽ như ông Tổng thống Ukraine muốn nổi, muốn lên top hay sao ấy, nên là cứ gọi tên Việt Nam là sẽ được như vậy đấy. Có vô vàn những lời bình luận từ cư dân mạng thế giới và cả Việt Nam. Tức giận có, hài hước có, phản kháng gay gắt cũng có luôn. Mình đã đọc được hàng loạt những dòng bình luận như thế này của cộng đồng mạng quốc tế. Có gì thì ông hãy sang Việt Nam xem người ta trồng lúa như thế nào. Hiện nay Việt Nam là nguồn cung cấp lúa gạo để cứu đói cho cả thế giới này. Giờ thì tôi đã tin ông là diễn viên hài. Tôi sang Việt Nam thì hôm nào cũng phải đặt câu hỏi hôm nay ăn gì, vì có quá nhiều loại đồ ăn mà không biết nên ăn gì. Vậy mà ông lại nói nghèo đói. Xuất khẩu gạo đứng top 2 thế giới là Việt Nam, vậy mà nói họ thiếu lương thực thì quá sai lầm. Nếu có thì Việt Nam chỉ sợ bia tăng giá khi mà lúa mạch khan hiếm thôi, họ uống bia rất nhiều. Chắc ông ấy nghĩ Việt Nam là một trong các nước ở châu Phi. Vậy giờ tôi đã hiểu tại sao hầu hết người Việt Nam lại ủng hộ Nga rồi đấy. Quả thực là đọc được những bình luận của cư dân mạng quốc tế thì mình thấy rất là vui, vì ít nhất là họ có học địa lý nha, có hiểu biết và nói đúng về Việt Nam chúng ta. Ở những lĩnh vực khác chúng ta có thể thua kém, nhưng riêng về cây lúa thì còn lâu những nước khác mới thắng được, và điển hình đó chính là Ukraine, đất nước của ông Tổng thống cũng phải ngậm ngùi xếp sau mà thôi. Trước hết thì chúng ta phải làm rõ rằng Việt Nam sẽ có thể bị thiếu lương thực, nhưng thiếu để bán cho các nước, bị khủng hoảng chứ không thiếu để ăn, chắc chắn là như vậy. Mời ông Tổng thống nhìn cảnh này rồi hẵng phán xét. Cây lúa có mặt ở khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam, đâu đâu cũng thấy bóng dáng của lúa. Thế nhưng nếu ông Tổng thống vẫn nghĩ rằng Việt Nam chỉ là một đất nước bé nhỏ, trồng lúa chơi chơi, trồng vì đam mê thì hoàn toàn là sai lầm rồi. Những năm qua, Việt Nam đã liên tiếp leo lên đầu bảng xếp hạng trong danh sách những quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất trên thế giới, vượt qua cả người bạn láng giềng phương Bắc là đất nước tỷ dân, có diện tích gấp tận 30 lần Việt Nam. Bên đó trồng lúa mì mà bên mình ăn lúa gạo. Thì việc đó, cấm hay không cấm cũng không ảnh hưởng gì tới nồi cơm nhà chúng mình lắm. Bọn tôi không ăn lúa mì nhé ông Tổng thống ơi, bọn tôi chỉ ăn gạo ST25 ngon nhất thế giới mà thôi. Việt Nam ăn lúa gạo là chính, lúa mì chỉ để làm bánh thôi, mà lúa mì Việt Nam nhập 90% là ở Úc vì hợp khẩu vị, nguồn cung lại dồi dào và giá rẻ, chứ có ai ăn lúa mì Ukraine bao giờ. Đúng là Tổng thống thì nên đi học địa lý, chứ không phải là học diễn xuất, nếu không thì mất mặt lắm. Ở một diễn biến khác, Việt Nam đang phải nhập khẩu gạo từ Ấn Độ sang để làm thức ăn cho gà nữa đấy. Sau khi bài viết của ông Tổng thống Ukraine được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội Việt Nam, mình nhận thấy được sự bất lực của các bạn. Bởi có lẽ, lúc này mọi câu nói của ông Tổng thống đều như một trò hề không hơn không kém. Tiếp chiêu ông Tổng thống, cư dân mạng Việt Nam đã phản kháng một cách đầy hài hước không chịu được. Các bạn ấy đã bàn tán rất là sôi nổi với những quan điểm được đưa ra như thế này. Cũng được, nguyện nghèo đói muôn đời, trả sổ hộ nghèo cho ta. Ông anh quan tâm Việt Nam quá, đúng là dân em nghèo mà, anh em có viện trợ được gì không cho bọn em xin, chứ công nhận là dân em vẫn còn nhiều nơi không có bánh mì mà ăn anh ạ. Có cần Tim Quang Linh sang bày cho cách trồng lúa và ngô không? Việt Nam gạo không thiếu nhé chú Hề. Việt Nam tiêu thụ lúa gạo là chủ yếu chứ không phải là lúa mì đâu ông Hề Phó ạ. Xem xong chỉ biết cười nhếch mép.
tuyển diễn viên hài lên làm tổng thống là vậy đấy. Kiến thức từ mấy vở kịch phân biệt chủng tộc với người châu Á, chứ có học hành địa lý cho tử tế đâu mà hy vọng. Vậy, câu hỏi đặt ra ở đây là, nhờ đâu mà Việt Nam vẫn trụ vững trong khủng hoảng lương thực? Và những bước đi của nước ta âm thầm, kín tiếng lắm hay sao mà ngay cả tổng thống của một quốc gia như Ukraine cũng không hề hay biết? Thực ra thì tất cả đều có nguyên do của nó, như đã sớm đoán định được những diễn biến khó lường của cuộc khủng hoảng lương thực phủ sóng trên toàn cầu. Các bác lãnh đạo Việt Nam đã nhanh chóng đưa ra những chiến lược hết sức đáng nể. Thật may sao, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã không khoanh tay ngồi yên khi thế giới trước bờ vực loạn lạc, ông nhất quyết gìn giữ an ninh lương thực trong nước ngay từ rất sớm, coi việc đảm bảo lương thực là yếu tố quan trọng số 1. Ngay từ khi chiến tranh chưa diễn ra, chủ trương của Việt Nam vẫn là để no cái bụng trước đã. Bởi lẽ nước ta luôn ghi nhớ lời dặn của cha ông, có thực mới vực được đạo. Chỉ có lương thực, lúa gạo cho nhân dân đủ ăn mới mong có ngày phất cờ mà lên. Vì lẽ đó, năm 2021, Quốc hội đã quyết giữ hơn 3,5 triệu hectare đất trồng lúa đến năm 2030, trong đó 300.000 hectare được chuyển đổi linh hoạt cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Thời điểm hiện tại, ai đang đau đầu vì thiếu lương thực thì không biết, còn riêng với Việt Nam ấy thì mọi khó khăn đều chẳng là gì. Cách đây không lâu, Chủ tịch nước đã có quyết định rất được lòng dân, đó là giữ lại 3,5 triệu hectare đất lúa để làm vốn cho con cháu đời sau. Đồng nghĩa rằng công nghiệp rất quan trọng, có thể đưa nước ta sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Nhưng nếu không có nông nghiệp, ăn còn không đủ thì làm sao mà phát triển được? Chính vì lẽ đó, cả nước đã hưởng ứng nhiệt tình cách làm của Chủ tịch nước có tầm nhìn xa trông rộng này. Về lúa gạo mà nói, Việt Nam chính là nỗi sợ của khu vực. Thậm chí là nhiều tờ báo nước ngoài đã từng tôn vinh Việt Nam sẽ trở thành giải đáp cứu đói cho cả thế giới. Ngay cả những quốc gia hay ganh tị với Việt Nam cũng phải công nhận rằng, về phát triển lúa gạo thì Việt Nam số 2, không ai là số 1. Bằng chứng là nước ta đã được anh bạn láng giềng Trung Quốc đặt một cái tên rất dễ mến là tiểu bá khu vực Đông Nam Á. Gạo Việt Nam vừa ngon vừa rẻ vừa đảm bảo chất lượng, ngay bây giờ có lẽ là chính là niềm ao ước của nhiều quốc gia. Điển hình như là gạo ST25 của Việt Nam đã giành danh hiệu gạo ngon nhất thế giới tại Hội nghị Thương mại Gạo Thế giới. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để chúng ta khẳng định một cách thuyết phục rằng, trong nạn đói thế kỷ 21 sắp sửa diễn ra, Việt Nam đã đứng ở một tầm cao so với các nước khác. Mong rằng tất cả những người mang dòng máu Việt Nam như chúng ta hãy tin tưởng vào khả năng chèo lái của các bác lãnh đạo. Đặc biệt, đừng bao giờ tin vào lời lẽ sắt mũi của những kẻ thiếu hiểu biết. Chờ đến một ngày khi Việt Nam cứu đói cho cả thế giới, cả những quốc gia dù đã lớn mạnh nhất, khi thiếu gạo có lẽ là vẫn phải cầu cứu chúng ta mà thôi. Đến khi đó thì những luận điệu sai lầm của Tổng thống Ukraine nhất định sẽ bị vạch trần. Các bạn có suy nghĩ gì về những thông tin được mang đến trong video ngày hôm nay? Hãy bình luận bên dưới nhé! Các bạn ơi, đến đây thì mình phải nói lời chào tạm biệt để khép lại video. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi. Và đừng quên đồng hành cùng với Việt Nam Stronger bằng cách like, share và đăng ký kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!